Thưa quý vị, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều siêu thị đã tăng cường bán hàng trực tuyến online nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Trước đó, thì nhiều đơn đặt hàng online tại siêu thị tăng mạnh. Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng vẫn mở cửa hoạt động từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Công tác phòng chống dịch được siêu thị đảm bảo nghiêm ngặt chặt chẽ. Ngoài phục vụ mua sắm trực tiếp, thì đơn vị đã đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến thông qua ứng dụng mua sắm Swiggle, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn, làm miễn phí giao hàng trong vòng 10 km với hóa đơn từ 150.000 đồng. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu mua sắm online của người dân, đơn vị cam kết đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng. Về sức mua hàng thì lượng mua hàng trực tiếp tại siêu thị có giảm, tuy nhiên cái lượng đặt hàng online thì nó đã tăng đến 200%. Cái này cũng có thể là do tâm lý của khách hàng ngày mua sắm tại nơi đông người. Còn tại siêu thị của Upmart Đà Nẵng, trong mùa dịch này, bình quân mỗi ngày đơn vị nhận được khoảng 150 đơn hàng thông qua ứng dụng mua sắm của siêu thị. Theo đó, đơn vị đã tăng cường nhân viên phục vụ các đơn hàng trực tuyến. Chỉ cần đơn hàng đặt mua tối thiểu 200.000 đồng thì được miễn phí ship trong bán kính 6 km với thời gian giao hàng nhanh chóng. Các đơn hàng online chủ yếu là thực phẩm tươi sống. Ngoài cái việc mà khách hàng đến siêu thị mua sắm thì chúng tôi cũng tăng cường cái việc bán hàng qua online app của siêu thị. Thì hiện nay cái lượng khách mà đặt qua hàng online chúng tôi tăng gấp 300% lên. Từ cái một ngày chúng tôi chỉ có được 20-30 đơn thì hiện nay là cũng khoảng là 150 đơn hàng ngày. Các siêu thị đều có nguồn hàng dự trữ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị này liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi đảm bảo giá tốt. Người dân có thể an tâm mua sắm ngay tại nhà nhằm hạn chế di chuyển, tiếp xúc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.